Xin chào mọi người, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái cách mà lắp đặt cái túi khí dẻo không đẩy. Thì đây là cái mẫu túi dẻo không đẩy khí. Thì nó cái túi này nó có một cái tác dụng là nó không đẩy khí vào cây, nên nó giúp cho cái sản lượng nó ra nó ổn định hơn và nó không làm cho cây quá sức, và đồng thời cái thời gian khoan nó sẽ nhiều lần khoan hơn so với bình thường. Và nó kết hợp với cái nắp chắp rổ to thì đóng trực tiếp vào cây. Thì nó bao gồm một cái nắp chắp rổ to và cái túi ở đây gọi là cái lò nút dài, cái lò bít dài, và đây là cái nắp chóp mẫu mới. Thì ở đây rất là bén, có nghĩa là đóng vô cây nó rất là ngọt, nó không cần lực mạnh, nó dễ đóng hơn. Thì đây là một cái bộ hoàn chỉnh của nó. Thì mình sẽ giới thiệu các công đoạn mà mình chuẩn bị khi mà mình áp dụng cái phương pháp này. Thì đầu tiên là mình sẽ chuẩn bị cái túi khí. Thì hàng giao về nó sẽ như thế này, nó sẽ là bao gồm cái bộ bịch nắp chóp và bịch nút bít như thế này, cũng rất dài và dây. Trước tiên là mình sẽ ở nhà mình sẽ trang bị trước là mình gắn cái dây nè, cộng với cái bỏ cái dây cộng với cái nút bít dài và cái túi lại với nhau để cho nó thành một cái túi khí hoàn chỉnh là như thế này. Và đây là cái thao tác của cô khách hàng đang làm, mọi người có thể coi cái thao tác để mà làm theo. Nãy giờ cô làm được mấy cái thôi nhỉ, chưa quen lắm cô, không cần phải sâu gì đâu cô, nó vừa thôi. Đây, cái thứ nhất, cái thứ hai nữa. Không, cái này khi mình gắn mình hơi xoay nhẹ, mình vừa gắn mình vừa xoay thì nó dễ vô hơn. Đây là một cái mẫu thành phẩm đó, cố gắng cô xoay nhẹ cái vừa gắn vừa xoay rồi. Đúng rồi, mình sẽ nó dễ vô sâu và dễ gắn hơn. Còn cái nắp chóp thì mình ra vườn mình đóng đóng xong mình bơm khí thì mình mới gắn cái túi khí vào. Thì sau đây là cái giai đoạn mà chuẩn bị nắp và cột nắp vào trong kiềng. Thì khi mà cái nắp mình cột ở cái lỗ ngang hông để cho khi mà nó thòng cây á, nó sẽ ráo nước. Thứ hai á, là cái mối nối mình sẽ cột qua bên ngoài để nó không vướng vào cái chén bên trong đó. Như đây là thao tác là đúng nè, gắn cái mối nối nằm bên ngoài. Mình sẽ chuẩn bị ở nhà trước khi là mình ra vườn để giúp cho cái thời gian nó nhanh hơn. Ở nhà thì mình ngồi nó làm nó lẹ hơn là so với mình làm ở ngoài lô. Cái dây này mình cắt tầm khoảng 3 đến 4 tấc. Lưu ý là cái nắp thì ai thuận tay nào thì mình cột theo chiều bên đó nha. Có nhiều người thuận tay trái thì mình sẽ cột theo chiều ngược lại để cho mình nó thuận cái tay mình. Khi mà mình cái hạn một tay mình xách mũ, xách cái xô mũ thì nó nặng, còn một tay thì nắp thì mình sẽ thuận cái tay của mình thì nó làm nó dễ hơn là ngược cái tay. Thì những cái bộ cần thiết để chuẩn bị nó sẽ bao gồm là bộ áp khí và nắp và ống lấy mũ và búa đóng và bình ga bơm và máy khoan. Đó là những cái thiết bị cần dùng khi mà sử dụng cái phương pháp lấy mũ bằng khí. Thì cái ngoài ra khi mà sản phẩm về nó sẽ bao gồm một cái tài liệu để mình đọc để mình hiểu cái phương pháp này hơn. Thì mọi người nên đọc sơ qua để biết heo bơm heo lịch như thế nào và cái vị trí khoan như thế nào và về lắp ráp ra sao đó, và những đối tượng cây nào cần làm. Và đây là cái phương pháp này, là phương pháp cạo mì nhỏ. Nó bao gồm có hai phương pháp là khoan và cạo mì nhỏ. Thì trong đây có số điện thoại, khi mà cần cái vấn đề về kỹ thuật có thể gọi để mà được tư vấn và hướng dẫn. Sau khi chuẩn bị xong thì mình sẽ ra vườn để làm. Thì ở vườn mình đã chuẩn bị xong, chủ vườn đã chuẩn bị xong là cái đã cột kiềng xong rồi. Thì khi mà cột kiềng, các bạn lưu ý là cái kiềng mình chỉnh làm sao cho để cho cái nó không có bị
chạm vô cái thân cây để trong nước từ trên cái thân cây nó không có vô trong cái tô của mình. Đó là cái điều cần lưu ý. Và khi đối với cây non thì mình làm càng gần gốc càng tốt để cho cái da nó dày, và đồng thời là mình sẽ lấy mũi từ trên đi xuống và từ dưới đi lên. Cái mũi khoan á, thì nó khác với cạo truyền thống là mình có thể là nó sẽ lấy được cả hai cái mũi ở hai bên, ở từ dưới đi lên với ở trên đi xuống luôn. Nhưng mà ở đây cô chú thì cũng lớn tuổi nên làm ở cái tầm này để cho nó khỏe người, nó tránh trường hợp là ngồi xuống đứng lên thì nó sẽ rất là mỏi lưng. Thì đây là cái giai đoạn mà mình sẽ cột cái chuyền. Thì bây giờ chắc là mình sẽ làm hết tất cả các công đoạn là cột kiềng và đóng nắp cáp luôn. Hay là mình nên chia ra là mình đi vòng mình cột kiềng trước, rồi sau đó là mình vòng lại mình đóng nắp cáp chứ nha. Cột kiềng chứ hay là buộc nắp chứ? Theo cháu nghĩ thì bây giờ mình sẽ buộc nắp hết một loạt, rồi sau đó trong quá trình đi vòng về á, mình sẽ lại đóng nắp cáp. Dạ. Đó, mình sẽ cột cái nắp trong cái kìa như thế này. Để khi mình chút mũ thì mình chỉ cần lật cái nắp ra. Đó, là nó rớt ra ngoài thôi. Và khi mà mình đậy thì cái này mình lưu ý là mình có thể là ngắn hơn nè, để tránh trường hợp mình cúi xuống quá thấp. Cái này chú cột ngắn lại một chút để cho mình không bị cái mình cúi quá sâu để mình lấy thì mình sẽ bị mỏi lưng chứ. Rồi. Dạ. Chú thử ở cái đoạn nào chú phù hợp á. Dạ. Dạ ok. Thì mọi người lưu ý là cái nắp mình đừng có cột quá xa cái chén, mà khi mà mình làm á, mình cúi á, thì nó rất là cực. Nên bây giờ mình sẽ sửa lại cái này bằng cách là mình tháo chú tháo mình cháu, thì sẽ đang cầm cái này. Chú cột làm sao cho cái nắp nó thấp cái đáy chén này, tầm khoảng 3 phân là được đó, hoặc nó bằng đáy chén cũng được, hoặc là nó cách đáy chén một chút xíu thôi. Có nghĩa nếu mà sử dụng cái chén này á, thì cái chén nhựa lớp 8 thì mình làm sao cho cái này nó cách cái đáy chén tầm khoảng 2-3 phân như thế này. Đó là khi mà mình ấp thì mình đỡ cái cuối xuống đó, nó vừa khi mình lấy ra mình chỉ hất ra thôi, hất ra đó, thì nó đỡ cái cong. Mình chỉ cầm đây nè, khi mình cầm này mở lên cái là xong. Cuối dạ. Thì đến bây giờ là cái thao tác đóng nắp cáp. Thì đối với những cái cây như thế này, những cái dòng BB 280 á, thì tháng đầu tiên cái nắp cáp với cái lỗ khoan nó sẽ gần nhau. Cái cây này là đáng lẽ là không cạo da me nha, không cần, nhưng mà hồi nãy chú lỡ cạo. Bây giờ nè, nó hơi thở. Bây giờ cháu hướng dẫn nè, chú bỏ cái này, chú bỏ cái nắp lên, chú thấy rõ ràng cái bây giờ chú thấy cái phạm vi nè. Đó, chú đóng làm sao cho nó ngoài cái nắp mình, nó gần sát với cái lỗ khoan mình, là cách cái viền nắp nó tầm khoảng 2 phân đến 3 phân. Đó, dạ, nó nằm phía trên cái nắp, dạ như thế này. Đó, là cái vị trí mà mình nên đóng. Mình có thể bật cái nắp lên để mình so sánh. Dạ, đó, rồi kính rồi đó chú. Nó hơi bên này hơi chưa vô. Dạ. Rồi, bây giờ thì chú thử đóng. Này mình nên dùng cái để đóng cho nhanh á, thì chú dùng cái nắp cho cái đồ cạo da me á, bằng gỗ đó thì mình đóng rất là nhanh. Còn cái này đóng nó hơi cồng kềnh, nó chậm. Nhưng mà tại vì giờ hiện tại không có cái đồ cạo da me nên mình dùng tạm cái búa cao su mình đóng. Còn nếu mà các bạn dùng búa sắt á thì mình nên xích bên đây chút, xích bên đây chút, nó nằm ở cái mép chén nè, cao lên chút, cao lên đây, chú canh cái này qua là chú qua đây. Dạ đó, sau hơn chút, có nghĩa là chú làm gì á, chú để nó hơi bị méo, nhưng khi mà chú đóng á, chú canh nó sửa cái tâm cây nè, chú đóng vô thì nó sẽ đều hơn là chú đóng từ đây qua thì nó giống như nó đây nó vô trước, đây nó vô sau. Mình đóng mấy lần mình quen. Cái này có nghĩa chú nên đeo cái ba lô á chú. Dạ.
mình phải trang bị một cái đồ để đeo để cho cái thao tác mình nó nhanh. Bây giờ những cái đầu tiên chú làm á thì nó hơi chậm, là từ từ cái tốc độ sẽ tăng lên. Ok, mép này mình cao thẳng lên đây, đây. Rồi, mình thử bỏ vô, không dướng là ok đó, không dướng. Mình cứ mép thẳng này mình đưa lên là được. Làm ok là bắt đầu nhanh tay. Cái này nhỏ quá nhưng mà cũng làm, nhưng mà mình cứ điều tiết nó cho phù hợp bên đây chứ. Mép mép này đưa lên thì nó hơi vô quá. Cái này là chú bỏ nó sẽ hơi bị dưới thôi. Mép thẳng này đưa lên đây. Đó, bây giờ chú đóng đều á. Nè, bây giờ đóng nó đều vô hết nè. Quan trọng là mình cái mặt tiếp xúc của cái búa làm sao cho nó thẳng vô trong cái mặt tiếp xúc của cái nắp chóp, là nó sẽ vô đều hết tất cả các cạnh. Còn mình đóng thì mình đóng cứ mé mé rồi chứ. Nhiều người vô ve đóng mé mé là thì cái nó sẽ tiếp xúc vô này, bữa này nó vô trước, bữa này nó bị kênh. Bây giờ thấy chú nhanh lên rồi. Nhanh hơn rồi. Dạ. Ok, đều. Cái này mình không có cần dùng cái đồ đóng nắp chóp nên cái thao tác mình nó sẽ nhanh hơn so với là dùng đồ đóng. Nhưng mà những người đã quen xài cái loại cũ rồi thì họ đã sử dụng thời gian họ đóng cũng nhanh lắm. Nhưng mà những người mới thì dùng cái này thì đóng nhanh hơn. Cái kích cỡ inox nó sẽ có 3 kích cỡ, 2 ly 2, 2 ly 8 và 3 ly rưỡi, nó tùy thuộc vào cái từng loại đối tượng vườn khác nhau. Cây da mỏng thì mình sử dụng 2 ly 2, cây da dày mình sử dụng 2 ly 8, còn những cây cây tái sinh đó, da xù xì mình sử dụng 3 ly rưỡi. Đó, giờ chú đóng đẹp nè, đều hết. Bình khí sau khi gắn xong thì mình nên kiểm tra nó kín hay không bằng cách là mình mở cái này ra rồi mình khóa lại. Mở thì theo chiều ngược chiều kim đồng hồ nè, cái bình ngược chiều kim đồng hồ, khóa lại thì là theo chiều kim đồng hồ, còn cái này thì ngược lại. Còn các bạn nào không nhớ thì có thể xem hướng dẫn ở trên cái bình ga, nó có cái hướng dẫn. Sau khi mà mình gắn xong, mình sẽ mở bình khóa lại và cái này mình mở vô, sau đó mình dặn cho nó lỏng ra và mình quan sát là cái này, cái mũi kim này nó có chạy về không hay không. Nếu mà nó không chạy về không, chứng tỏ là 15 phút sau mà mình thấy nó không có bị lùi á, là chứng tỏ là kín. Và cái này cũng tương tự vậy. Còn ngược lại, nếu mà cái này nó bị lùi về thì mình biết là nó bị rò rỉ ở đâu, ở cái vị trí này, thì mình thường là nó nằm đây và mình siết chặt này lại. Còn nếu mà cái này nó bị rò thì mình coi trên cái bơm định lượng mình có chỗ nào nó bị lỏng hay không, thì mình siết cho nó chặt lại, mình gắn cho nó chặt lại là xong. Rồi mình kiểm tra lại đến khi nào mà hai cái trường hợp này nó không có bị kim nó không bị tuột nữa, là có nghĩa là cái bình khí nó kín và mình tiến hành mình ra mình bơm. Sau khi mình bơm xong thì cái thao tác về là mình sẽ khóa cái này lại và mình lưu ý là cái lượng khí trong đây nó sẽ bơm được 15 cái túi nhúng không đẩy. Còn cái túi nhúng hoặc là túi dẻo không đẩy thì tới cây thứ còn 15 cây là mình chủ động mình khóa cái này lại. Thì khi cái lượng khí trong đây mình bơm 15 cây còn lại thì lúc đó còn một ít mình sẽ bỏ, thì cái này rất là nhẹ để mình mở ra. Còn nếu mà cái này áp suất nó còn trong đây á, thì mình rất là khó để mà mình xả cái này, nó nặng tay. Mình làm cũng được nhưng mà nặng tay thôi. Dạ, và đồng thời mình làm gì, mình tiết kiệm được cái 15 cây ở trong cái này ra. Nó không có lượng khí nó tồn dư trong cái van của mình. Một tháng là được 60 dạ. cây. Còn cái nguyên tắc định lượng là như sau. Còn cái túi khí nào? Mình có thể dùng cái túi khí mình định lượng trực tiếp lên cái túi khí luôn. Là mình sẽ chỉnh cái
chẳng hạn như là cái này mình sẽ bỏ cho cái áp của đồng hồ ra nó bằng không nè. Đó, mình đang cầm mình xả nó về không. Rồi, sau đó mình vặn cái mức này lên tầm khoảng mức số 3-4 gì đó. Rồi mình sẽ bơm thử vô trong cái này, chú thử bơm thử vô. Trước khi mình làm mình bơm thì mình sẽ làm cái thao tác là mình nhấp nhả cái này tầm khoảng 20-30 lần cho đến 50 lần. Mình nhấp nhả ở một cái tốc độ không nhanh không chậm để cho mình cái tốc độ nhấp nhả của mình nó ổn định. Thì khi mà tốc độ nhấp nhả mình ổn định đó, thì mình sẽ bơm ra một cái lượng khí nó sẽ bằng nhau. Và bây giờ chú sẽ bơm thử cho nó ở mức bao nhiêu. À, cái này ở cái mức tầm khoảng 50-60 đó thì nó chưa đủ, thì chú sẽ vặn cái van điều áp này lên. Dạ, vặn lên. Rồi chú xả khí ra. Sau khi mình tăng cái điều áp lên, mình sẽ test thử coi. Rồi, đây là ở mức chú nhấp một cái thôi. Đây ở mức là 80 nè, thì cái lượng này nó ok nè. Thì sau khi hoàn tất cái khâu cột nắp và đóng nắp chóp, thì đến bây giờ mình sẽ tiếp tục cái khâu đó là cái khâu bơm khí. Thì mình sẽ dùng cái bơm định lượng để mình định lượng mình bơm cho nó dễ. Lúc đầu như cái BB260 á, thì mình sẽ bơm cho nó tầm khoảng đầy túi là ở mức 100. Ủa cái đó mình à cái đó mình sau khi bơm xong mình bóp lại kiểm tra coi nó có bị lò hay không. Nó bị lò thì mình kiểm tra lại cái nắp chóp mình đóng có sát hay chưa. Nên cái túi này mình có thể biết là nó có bị lò không bằng cách bơm xong thì mình bóp cái túi. Nãy giờ chú mang cái bình này chú thấy nặng không? Không. Khoan cũng gần 100 cây chú thấy phê chưa? Nó mệt đâu. Dạ. Bình này là nhẹ nhất mà phải không? Học bình nhôm mới nhẹ nhất chứ. Bình này bình thép thì nó nặng tầm khoảng dứt khí 5 tấn. Thì sau khi mà mình bơm khí được 48 tiếng là mình bắt đầu khoan vào buổi chiều. Lúc đầu cây chưa có khí thì mình nên khoan vào lúc giờ càng chiều càng tốt, cái hạn từ 5-6 giờ hoặc là 4-5-6 giờ trở xuống. Thì cái thao tác khoan là như sau. Lúc đầu là mình sẽ khoan theo hình dứt dắt, có nghĩa là mũi này chứ chắc như trong tài liệu đã hướng dẫn. Rồi sau đó là mình chụp cái che mưa lên, mình chụp cái che mưa lên đó, vậy là xong, là mình yên tâm là mưa gió cái nào mình cũng không có bị nước vô trong cái tô mũ. Thì lưu ý là cái tô nó phải hở khỏi cái thân cây như thế này đó, và mình ụp lên là hàng tàn nó che cái tô và nước nó không theo cái đường ống nó vào. Cái này chắc cắm sâu, cái này chú cắm sâu quá, chú cắm sâu hết cỡ luôn, coi nhìn nè, cắm sâu hết này. Lưu ý cái này là mình không có cắm sâu hết cỡ nha, cắm sâu hết cỡ là mũ nó sẽ chảy ra ngoài chứ không chảy vào trong ống. Rồi bây giờ mình chú làm lại, chú khoan mũi dứt dắt tiếp nữa. Chú chưa vô hết, thôi lỡ chú cắm một ly chú. Rồi một ly chú cắm thêm ống nữa để cắm trên đây đi, chú khoan thêm mũi nữa, chú cắm thêm ống nữa cho quen. Mình chỉ cắm vô một ly thôi thì mũ nó mới chảy vô trong cái ống nha, còn cắm sâu quá là mũ chảy ra ngoài. Lưu ý cái vấn đề đó. Là mình cứ khoan dứt dắt như thế này đến khi hết cái thời gian là một tháng, là mình sẽ dời cái nắp chóp theo cái đường khoan của mình qua bên đây và mình khoan tiếp cái vòng vòng bên thân cây. Sau khi mình khoan hết vòng bên thân cây rồi thì mình sẽ quay lại cái vị trí đầu tiên, mình sẽ
nó nắp cháp ở trên cái vị trí đó và tiếp tục mình khoan. Chú không sợ nó rút nó rớt ra đâu, có nghĩa là khi mà mũ nó ra nó tự động nó dính nó bám cái này lại và nó dính cái này vô nó rất là chắc. Dạ yeah. Lúc đầu thì nó chưa chắc đâu, nhưng mà chú để sau 5 phút á là cái ở le le nè nó sẽ bám và nó sẽ chặt, chỉ chặt cái ống đó đó. Như mình thấy là mình gắn vô đúng một ly nè thì cái mũ nó không có chảy ra ngoài, nó chảy theo cái ống nè, nó vô tô mũ của mình. Thì lưu ý là cái phương pháp này là phải về nắp cháp vòng quanh thân cây để cho nó cho cái tướng mũ của cái nắp cháp cũ á, nó được nghỉ và mình để nó hồi phục và mình chuyển qua vị trí nắp cháp mới thì nó sẽ khai thác cái tướng mũ ở phía trên nó và nó sẽ cho cái lượng mũ và cái độ mũ tốt cho mình. Còn khi mà mình dời lên trên cái vị trí nắp cháp cũ mà trong vòng có chưa đến 4 tháng mà phải dời lên trên á thì cái tướng mũ này nó chưa hồi phục nha các bạn đó, nên mình lưu ý cái đó. Là phương pháp này là phải dời cái nắp cháp vòng quanh thân cây để mình chuyển đổi cái vùng huy động mũ của nó qua vùng huy động mũ khác để đảm bảo cho cái vùng huy động mũ cũ nó hồi phục và cái cây nó hồi phục lại tướng mũ đó. Đó như thế này thôi, sau đó mình bỏ lên là xong.